có tài năng và những người bạn đồng nghiệp nào mà yêu cầu Minh và muốn Minh là truyền đạt và chia sẻ kinh nghiệm của mình, Minh đều nhận lời hết. Yes, bởi vì thêm một cái điều nữa, cái di sản mà Minh nói nó chỉ là nhỏ bé đối với Minh thôi, nó không phải to lớn gì ghê gớm. Nhưng một ngày nào đó khi Minh không còn tiếp tục theo con đường sự nghiệp âm nhạc này nữa thì nền âm nhạc Việt Nam sẽ phụ thuộc vào các bé, các lớp đàn em của mình. Và nếu như mình có thể hỗ trợ các bạn và giúp cho các bạn trở nên tốt hơn thì đó là di sản của mình. Mình nhìn thấy sau này và các bạn. Tiếp nối những cái câu mà cô trả lời của chị thì em đặt một trường hợp nữa là nếu Thu Minh hiện tại là chị đã có sự đầy đủ về vật chất rồi. Nếu một ngày nào đó chị tỉnh dậy bị gặp một biến cố nào đó mà mình không còn tài sản nhiều nữa thì cái cách mà chị giữ cuộc hôn nhân của mình ở gần chồng này. Cô này nghe sốc quá vậy? Không, cô sốc trong ngày, không để ý tới. Mà nó nói thiệt rằng là bản chất mình là một cái người rất là gọi là gì nhỉ? Lo xa. Yes, lo xa đó. Cho nên rằng là thật ra nha, cái này mình cũng nói thẳng là bây giờ cái nền kinh tế đang rất là sức bất sang bang trên toàn bộ thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng luôn, và thuyền lớn thì sóng lớn đó. Cho nên rằng là mình cũng đã và đang chia sẻ với ông xã mình rất là nhiều. Thì ý nó là chị tỉnh dậy mà gặp một cái biến cố nào đó thì dạo này là không có mua túi, không có sắm sửa gì hết, không có shopping luôn á mọi người. Đó, từ đầu năm tới bây giờ là không mua một cái gì hết luôn á. Thì ý nó là cái tài sản, những cái gì thuộc về vật chất có phải là một trong những cái mà ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chị không? À, nói thiệt nha, lúc mà lấy ảnh á cũng đâu có biết ảnh có cái gì đâu trời, chỉ biết rằng là ảnh sông xanh lắm. Tức là đưa đi chơi khắp nơi rồi bảo vệ ân cần rồi á hả, vợ thích cái gì là mua cái đấy, không cần biết nó mắc bao nhiêu. Một ngày đẹp trời coi như là sinh nhật vợ là đúng rồi, mua một chiếc Rolls Royce luôn và đưa tới, coi như là em hôm nay em đi cùng anh nhé, thế thôi, hôm nay anh có việc nhờ em đi cùng với anh nhé, thế thôi. Rồi xong là bước vào một cái showroom, mình còn chưa biết chuyện gì coi như là xảy ra. Thì đèn sáng lên, em Rolls Royce ở đó. Thì ra là em nghĩ là này, một phần thì câu hỏi của em nó cũng viên vào cái câu trả lời của chị trước đó là nếu thực sự là một ngày nào đó mà chị không có tỉnh dậy mà mình gặp cuộc sống nào đó không có về tài sản thì cái cách mà chị phụ hôn nhân của chị chính là sự được bảo vệ, là chị cảm giác được bảo vệ một người đàn ông này. Thật ra thứ nhất á là nếu như mà vợ chồng mà không có đồng, có thể là có những cái bất đồng quan điểm và bản chất rằng là cái vai sống nha, cái vai em hiểu cái vai đúng không? Đôi lúc đó cũng không phải là cùng thuận với nhau đâu. Bởi vì sao? Ai cũng biết là chồng của chị hơn chị 20 tuổi. Yes, cho nên là anh từng trải nhiều hơn. Yes, từng trải và cái kiểu cách sống của anh nó sẽ trầm lặng hơn chị. Trong khi chị thì lúc nào cũng phải là very như là năng động. Đó, chị đi tập, chị đi làm này làm cái kia, chị mà ngồi nhà chị chịu không có nổi, đúng không? Nhưng mà ảnh thì ngồi hàng giờ hàng ngày ở nhà, chị là hướng nội hướng ngoại đấy, một người hướng nội người hướng ngoại đó, như vậy. Nhưng bây giờ sao? Nhưng mà khi mà nhìn chồng với con mình chơi đùa thì phải nói là đó là gia đình của mình. Thì mình cảm thấy rằng mình có tung tẩy, mình có đi về, mình có đi quậy, đi hát, đi nhậu với mấy đứa học trò này nọ kia, rồi thậm chí là đi club chơi với tụi nó vui tưởng. Nhưng xong cái là cảm ơn trời vẫn có cái ngôi nhà của cho mình để mình đi về, đúng không? Chứ bây giờ mà cứ và để như vậy thì bản chất là mình cũng phải có cái gì đấy để mà mình xứng đáng với những điều đó chứ, đúng không? Nhưng nếu như bây giờ mà lỡ mà trong hoạn nạn như em nói mà bảo rằng là biến cố nào đấy đúng không? Thì nói thật, chị sinh ra không phải là công chúa, gia đình chị không có giàu có gì cả, công nhân viên chức ở trong một căn hộ nhỏ, nhà tập thể, và tất cả những gì chị có bây giờ là từ hai bàn tay trắng của chị làm nên. Chồng chị cũng thế,
và tất cả những gì mà ví dụ như là chị có thì chị nói bây giờ chị chán rồi, chị không cần thiết nữa, cho nên là bây giờ có tiền nhiều hay là có tiền ít hơn đi thì miễn sao vui khỏe và được ăn những cái món mình thích, rồi mình giữ sức khỏe, mình đồng hành với con mình, cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Điều giản dị mà chị mong muốn. Yes, yes. Chị cách đây vài ngày thì chị có chia sẻ một tờ báo nói rằng là Thu Minh từng chịu cơn là thịnh nộ của chồng bởi vì chị lỡ đánh con trai của chị. Và lúc đó là chị lần đầu tiên chắc là thấy được cái sự tức giận của chồng mình như vậy đúng không chị? Không, cũng thấy nhiều lần rồi. Nhưng mà lần đó thì anh giận lắm. Anh giận mà chị có nghĩa là anh cách mà anh bẻ một cái từng cái đũa là một cách là chị cũng khá là giận mặt đó. Giận mặt chị là bị sốc đúng không chị? Không sốc. Chị đâu sốc, chị biết lúc đó chị có tội mà. Lúc chị biết chị có tội mà chị chỉ biết rằng là bình thường ví dụ đi, bình thường là nếu mà anh có cái thái độ đó với chị là chị sẽ bảo anh đang làm cái gì vậy? Thái độ này của anh với em là những cái gì? Anh giận hay là anh bực chuyện gì? Mình có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Calm down. Làm gì mà anh phải mức độ như thế, đúng không? Nhưng cái hôm đấy là chị thấy là chị xứng đáng bị như vậy. Tại bản chất là chị cũng feel guilty là chị có tội, bởi vì chị đánh con, cho nên là anh làm sao chị cũng vậy đi, chị đánh con chị mà. Vậy thì nếu chị nghĩ sao nếu người ta nói là Thu Minh trong cuộc sống là một người sợ chồng bởi vì chồng là người trụ cột kinh tế và người kho vào tất cả thứ trong cuộc đời của chị? Ai muốn nói gì thì nói, miễn sao sự thật. Chị sống hạnh phúc là được rồi em ơi. Chị sợ không? Tại sao chị phải sợ người này nói về chị như thế này, người kia nói về chị như thế này, trong khi họ có sống cho chị đâu? Không biết là chị sợ chồng. Chị sợ chồng hả? Ôi trời ơi, chồng không sợ thì đi sợ ai? Đúng không? Dạ. Sợ, nhưng mà cái sợ ở đây á, nó không phải là sợ run lên cầy sấy, sợ bị ông đánh hay là bị cái gì, không. Nể sợ. Nể phục. Nể phục và nể sợ. Và mình sợ sao? Mình sợ người ta buồn. Mình sợ người ta buồn. Mình sợ mình không xứng đáng với cái tình cảm, tình yêu và cái sự bảo vệ, yêu thương và người ta sống cho mình bao nhiêu năm qua, là một gia đình của mình bao nhiêu năm qua. Cái từ sợ nó là như vậy. Sợ, chị Thu Minh là sự nể sợ. Đúng rồi, nể sợ. Và ngược lại anh cũng như thế thôi. Hỏi anh sợ chị không? Hỏi anh nể chị không? Phải có chứ. Vậy thì đã có một trường hợp nào mà anh sợ vợ mà thể hiện một thái độ giống như cách mà anh ấy thái độ của chị khiến chị ấy không? Có bao giờ chị anh ấy làm cái điều gì mà chị cũng phải bốc hỏa lên mà? Có, thì cũng có, máu chị cũng máu chiến mà, cho nên là chị cũng nhưng mà như vậy nè, người ta nói rằng là ông bà mình nói là cơm sôi nhỏ lửa đó là đúng hết á. Hồi mới mà lấy nhau á thì đụng chuyện là mình quen cái tính là chiến luôn, hiểu không? Nhưng khi mình tĩnh lại mình thấy rằng là ủa chiến như vậy chiến hoài à trời, rồi cái nhà nó suốt ngày nó bùng mà trời. Với cái nữa rằng là chiến hoài nó lờn. Có những cái lờn, sống vợ chồng sống với nhau là cả một nghệ thuật. Chứ không phải là cứ thế mà sống với nhau đâu, không có. Mà nhất là khi mình sống với, nói thẳng nha, một ông chú, một ông anh, một người bạn, một người tình, một người chồng, một người bố của con mình, thì nó lại càng là rất là nhiều vấn đề. Chồng chị hơn chị 20 tuổi mà, đúng không? Với thêm cái nữa rằng là mình không tôn trọng chồng mình không cho mình một cái tâm thế để mà tôn trọng chồng mình. Vậy thì khi mà mình đi ra ngoài đường, mình có muốn người ta tôn trọng chồng mình không? Mình có muốn người ta thấy rằng là Thu Minh, chồng của Thu Minh có một cái vị thế với chú Thu Minh không? Đúng không? Tự do cách mình cư xử thôi. Yes. Chị có lẽ có cái một cái